Có dịp mình đi, mình ghé thăm bà cụ nè cả nhà, để thăm cụ sức khỏe như thế nào nha cả nhà. Mấy gài mình không có rảnh lên được cả nhà. Bữa nay mình có dịp mình đi ngang, mình ghé thăm bà cụ. Đường này vô nhà bà cụ nè cả nhà. Măng cục chết rồi, muốn chết rồi. Cụ ở nhà một ru đó, chó cả nhà chó lại sữa. Quen rồi, chó quen rồi. Cóc ngủ không? Quá trời cá luôn cả nhà, có nè, cá dồ rồi cá hường, quá trời luôn. Chứ có cô Út nuôi được chứ ai đâu mà. Không phải là không nuôi được. Không phải là không nuôi được. Không phải mà. Mình nói trời ơi. Đông mẹ rẻ ra thương với mẹ đâu có ghét. Gây thì có, thì ghét là không ghét. Thì là nó ghét là tội lỗi cho con. Nó cha mẹ ghét con là tội lỗi đó. Giận gây thì có thiệt. Chứ còn thương là thương đời đời. Dạ. Mẹ lẽ nuôi thấy như mẹ chứ đâu mà con nhớ đi nuôi vậy. Yeah. 10 tuổi con chưa có mà lập cơ sự, ở cơ sự nghiệp đâu. Phải chưa? Dạ. Yeah. Ừ. Mình phải... Thôi bây giờ, bởi cái tóc cô còn ít nha, cái tóc sau này nè. Dạ. Là tụi nó không có định nhập là nhiều lắm. Đúng rồi. Cái tóc mà có ba mấy bốn. Yeah. Ở vậy là nuôi mẹ mới được chứ. Không gì chứ, nó là một cái nguyên nhân thôi, ông không gặp nhưng mẹ lẽ ra thương với mẹ. Không mà ông nói thiệt luôn á, bị gì? Đứa nào mà nói cho mẹ ông thương là mấy đứa đó, bạc lắm á. Hải thương. Má uống cà phê không? Má uống cà phê. Uống cà phê không Cốc? Uống rồi. Uống rồi hả? Hồi nãy đó. Uống rồi luôn à. Bữa nào cũng uống rồi, hồi nãy đó. Ừ. Không ghiền đỡ, ghiền như bà đi khổ sở là. Yeah. Có đứa ở ăn sáng rồi luôn. Nó mua nó làm cái uống ha. Có một mình làm sao, bây giờ có một mình làm sao đây. Yeah. Sống mà. Bởi vì đâu sống cỡ 70 đủ sao chuẩn chết mẹ hát cho rồi. Yeah. Mẹ cái thằng thiệt. Dạ. Lần á, ôi tôi sống hoài không được, không cực lắm con ơi. Cực lắm. Sống. Cực cực. Không nuôi mình nè, thầy nhà. Người ta kêu kêu nó. Còn có cái út đâu có cần cái gì đâu. Không có tư riêng được, phải không? Lo nuôi với mẹ. Ờ vậy, thấy Cốc phải ghe à. Thấy Cốc phải ghe chứ cực gì đâu. Trời ơi, cực chứ. Cực đâu.
Rồi con chưa biết à. Chưa biết. Gà nè, ăn uống nè, đi cầu nè, tắm rửa nè, giặt giũ nè. Vậy đó hả? Trời ơi, không có. Không phải dễ đâu con. Đó, cấm lắm. Phải dễ đâu. Đâu phải giỡn con ơi. Ăn sáng chưa? Ăn rồi. Ăn gì? Ăn cục tiêu. Cục tiêu nữa hả? Thôi. Món ruột của ta ăn nuôi hả? Ăn cứ rí rồi được, ăn nuôi ngán quá rồi. Nuôi ngán. Ta nói thì thôi đừng ăn nuôi. Ừ. Ăn cứ ngán quá. Ngán ăn chứ còn ăn không được. Ăn cứ quen rồi. Quen rồi. Ừ. Còn ăn thứ khác là không có được. Ăn thứ khác. Nuôi là không được mà. Ngán quá hả? Ngán. Không quen. Dạ nó mua nuôi đó anh em vô ra. Dạ. Nếu mà không thích thì nó mua rồi thôi, con trả mua đã. Đấy. Đó kiếm chỗ đất ở nè, trồng ít cây măng cục nè, trồng ít cây nhãn nè, trồng bãi dày cây măng răng xà. Đừng tặng cái mùa nào mình bán mùa nó răng xài. Dạ. Chứ đừng có nói, đừng có nói trồng một cây một trường, một thứ. Yeah. Thứ là cái bùa có mình xài con thứ đó. Yeah. Mình phải trồng năm mấy thứ. Yeah. Tính trước tính trước năm 10 năm sau ha. Vâng rồi, tính trước 10 năm. Dạ. Yeah. Lần đó nói chuyện là không ngon lắm. Nghe con nói bây giờ con mặn nổi rồi. Ai cũng mua con bán mẹ thí dụ một ký 10 ngàn bán 5-6 ngàn cho mẹ không. Dạ. Yeah. Mình cũng có tiền mình xài. Dạ. Yeah. Bà trồng dừa này là hai ba lớp dừa đó. Dạ dạ dạ. Ừ. Chặt được đợi lên kè bỏ cái chỗ đó là chỗ cái đi à. Dạ. Bà đợi bà chặt rồi đốn bà đem đi bà đồ ở. Cái phải miếng đất này là nguyên vẹn đâu con ơi. Dạ. Cái đó là cái đi của ông ba của thằng Quỳnh làng rồi đó. Dạ. Bà con của ông ba dậu con ba dậu. Dạ. Cái đó là cái đi nó tát một lần cái một hai giả cá. Dạ. Ừ. Bà gì đây hả lắp cái đó là mấy chục cây dừa trồng hả đốn hết hàng dừa đó lắp rồi đó. Dạ. Không phải giỡn đâu ông bà lớn mà ông sợ tôi mà. Trời ơi bà làm sao bà đốn bà kè đi trời ơi nước gông mình lăn xuống nước mình kè đi tới đâu mà ôi hôn phải cho là cái đất không đâu con cái này lì gì cũng làm được lì không cái đắp má yeah. Ông con xuống thả ở đó hồi yeah. Đó ông lắc lì này ha thằng đàn ơi thằng bình ơi bụng đàn á ba bao cá bị ở gần đập nè chứ không phải giỡn đâu gì cũng làm được hết trơn hả con cái gì cũng làm được hết trơn ha rồi bà mét còng nữa đó ông bảy không biết leo thèo chân á ôi ôi bà mét còng mé cây luôn mé còng mé cây mé xài mé còng ông không biết ông gỡ cái gì mà ông không có leo ông không leo ông thấy mình leo lên ông không leo cũng tội nghiệp ngang ông mà ngủ rồi ơi leo vừa bị còn bà là cây cối ngang ruộng người ta không dám cây không dám đi ruộng gì vậy thời đĩa dạ đĩa cắn cái là chạy không có nghỉ thở à dạ không đĩa bởi vì không phải đừng có nói sợ con là sợ con gì hết nghe nói cái nó là sợ rồi dạ chứ không phải giỡn đâu cóc có bị đeo lần nào không hả cóc có bị đeo lần nào không trời ơi leo chạy với mẹ chạy lên cái ngồi ghế mày phá ngồi vậy hả ông bắt dạ yeah. Rồi đó ba mi bà mang cái thứ không có đĩa không dạ yeah. Còn gì đây đĩa không trời ơi ở đây ở cái thứ là đất gò đất đĩa dạ yeah. Nhưng không có trâu dạ yeah. Còn ở đây con thấy tráng sáng cái trâu đen con thôi không sợ cái gì sợ đĩa hai trong mấy sẹo á yeah. Gần 20 con dạ yeah. Rồi trên kia ông ba gì đó ha con trâu ừ. Trâu không nè ở đây không có bò ừ. Còn cái trứng bò không à không có trâu ừ. Ở trứng con nó bò không à hai dân mấy thẹo á hai ba chục con trâu đứa này lội qua phải chờ nước kia trong trong rồi đứa khác mới lội qua được ừ. Thôi nó đớp liền thôi nó đớp liền
nó còn đá bát được đó. Ừ. Đó. Đó thì trời ơi, đây mà mình thành vườn thành đất là cũng cực lắm con ơi. Đi chung nhóm là mãi. Dạ. Ở đây giỏi ha, là nứt lắm bà lộm. Này là mình đi qua. Thấy á. Ông Chỉnh là đi ăn chốt. Ông Chỉnh ông mà ăn lực bả. Ông Chỉnh ông dở sức rồi. Bả mà không à. À. Chơi với bà Góc nha. Dạ. Gì Góc? Hả? Bà con hô bà mới đi là bằng rồi hả? Dạ, bà đi quét rồi, quét sân rồi. Bà giỏi lắm. Dạ, dạ. Bà giỏi lắm. Ờ, à, bà giỏi lắm. Ừ. Bà giỏi lắm. Bà con hô bà giỏi lắm. Quét sân rồi, sắp củi gì đó. Bà còn cứng lắm. Bà còn cứng lắm. Dạ, đi bình thường mà. Còn khỏe mà. Dạ. Đây chỉ có bà Trung Phước là bà má của thằng ấy đó. Bà Trung Phước à. Bà nào? Ha, bà Hai Linh không? Trời ơi, hồi đó nghèo, sao là nghèo. Đây là bà Hai Linh nghèo nhất. Bây giờ giàu nhất. Dạ. Một là bà Hai Linh, hai là hai. Hai ngày nữa. Trời ơi, nó nghèo, không có ăn thở. Đồng mẹ ra gì nó ở cho nó ở rồi biết là đồng chú mình. Dạ. Phải út ra. Thì bây giờ. Ở đâu không ai cần. Dạ. Trời ơi, thấy nó không có chỗ ăn thở, mình ra gì ở giàu rồi. Giàu dạ. Mình nó coi mình ghé cho. Rồi mua đất mua đồ mình nó đi làm tự do, tự nhiên nó không nghĩ giờ. Ơn của bà mình thấy nó sao chứ. Không có đâu. Nó làm rồi con đi tu giàu cực kỳ. Trời ơi, con cứ thấy hai đứa bà nuôi đó hả? Không cho ăn cho ở. Ở với ông Ba Hùng, bà ông gầy, ông chữ ông. Thấy vậy ra mình đỡ cho đó. Mình cho cây cho có các nhà. Bây giờ nó giàu hơn mình. Giờ nó coi mình không có cà gam nào á. Giờ muốn mua đất của mình, muốn mua đâu mua, cái gì lòng đen cho nó bên nó mua. Nó không nghĩ giờ bà đó, bà Cóc của nuôi mình cỡ nào. Nói thiệt, thằng Hai Út đó là nó mà nghèo năm tháng nào cũng vậy. Đi đò mà không có tiền đi đó, bà nói thiệt. Lại đây cái chân tiền đi đò qua lại. Mà giờ nó giàu, đeo đi tiền ba, sợ. Thiệt. Con này suy nghĩ bây giờ nó giàu không có nhìn Cóc luôn. Ờ, giàu nhận giàu không có nhìn tới Cóc luôn. Không, nó giàu hơn số này đó. Dạ. Nó không có một đen vàng. Bây giờ vợ đi ra đeo ba sợ. Ôi, dữ vậy. Rồi con nói giỡn hả? Quá trời rồi. Trời ơi bạc chiều sáng mất cứ cái gì Cóc nữa là phụ bạc đốn tâm bầu của mình rồi mà nói từ giúp đỡ mà giờ phụ đợi giờ nó giàu á. Trời ơi thôi, thằng cháu nội đó nó bắt hai cái về xài với 500 con mà. Thôi vậy đó, thằng đó nó ngồi đó cười bắt hai con về xài với 500 con mà bà Cóc ơi. Dạ. Rau mần đó ra gọi đợi ngồi chơi. Dạ. Mất hai con gì cài đến 500 con mà. Cái từ. Mình không thấy là thầy chùa ở chùa mà có bao đời mà cái gì giàu không? Dạ. Bất quá thì là cúng quải ăn thôi chứ. Nó giàu tột đỉnh luôn. Ừ. Nó một cái con hai đình hai. Dạ. Còn cái thằng này nghèo mặt cộng từ lừa. nó không có chỗ đất, không có đơn chỗ cất nhà cho má nó ở. Mấy đứa kia đó, nó mua đất thằng mà con thấy không? Thằng ấy ước giờ mua đất thanh thang. Dạ. Thằng ở dưới cũng mua đất cho má nó thanh thang. Dạ. Thằng này không có một cục cục. Ừ. Ở đậu trời ơi con bảy nó gầy nữa là. Quân hả? Đó. Út Quân á hả? Hả? Út Quân á. Dạ. Ráp đi tu. Một cờ nhà cửa là gình gan. Dạ. Ha. Dạ. Cha mẹ anh ta giàu sang túi, còn thằng này nó không
mình thấy sớm mình thôi, mình đừng làm xa anh Bắc Công. Dạ. À, con thấy cái chú cũng được á nha. Dạ. À, mà thằng Cảnh thì giàu, cái thằng Chính thì giàu, cái ha. Nó mua đất thêm, thằng Cảnh ha, thằng Đức, thằng Chính cũng mua đất thêm. Còn thằng này không có cục đất lên kia. Dạ. Mình đang đang sống bình thường phải không? Đang sống an nhàn. Đang ta không có gạt cẩm dân, không có gạt cẩm người. Còn ta cũng đi ở thành phố rồi không? Ừ. Đến biết ở thành phố không cái đâu có giường, có một ánh ở trong giường thôi. Dạ. Yeah. Còn mấy cái kia ra chợ trơn. Ừ. Ha. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Ông không đi được hả? Ai? Ông Phi Lộc á. Hết đi rồi. Không đi được hả? Dạ. Yeah. Trời ơi. Thua cóc nữa. Thua. Thua. Thiệt thua được. Ông có nhỏ hơn bà cái chục tuổi đó. Dạ, dạ. Chứ không phải giỡn đâu. Cóc còn đi được mà. Bà chú Thịnh năm 200 mấy tuổi. Đúng rồi. Phải không? Dạ. Cái gương bụi củi nó ổng á, nó kia sao. Cái này ổng nói sao mà gì đó, ổng biết nói gì đâu con ơi. Cái đó nói chú Bảy. Giờ chú liệt sĩ hả, chú cho chú đập đứa con chú đi. Chết. Rồi trời liệt sĩ chú á. Rồi không tung thèm, chú không cần đâu. Con cái chết kệ nó, nó ngu gì chết cái vậy ha. À, ông ông nói vậy nè, đi đông thế. Yeah. Rồi ông nói sao đi giống mày chậm trễ nè. Cái nói cái gì nữa, có một phèn nữa. Cái ta nói thôi bây giờ đổi đi. Chú đem con xuống đây đập chết tại đây đi, giao với liệt sĩ cho chú. Chú chịu không? Trời cả giả trời ơi, gùm trời á. Yeah. Trời ông mới cuốn á. Phèn em gùm nữa. Yeah. Trời đất ơi, mình đi lãnh tiền, lãnh gì không biết, không biết lãnh tiền hay lãnh gì không biết. Mà cái là hốt quả luôn rồi nó kéo mình vô nhà bỏ cây. Kể gà mặn thân mặn đi vô mặn vô. Mặn hồi nào? Nó gầy nó la, không sợ kéo mình vô. Cốc. Bỏ cây. Cốc mặn hồi nào? Lông chỗ này cây. Mặn hồi nào? Mặn hôm kia hôm kìa đó. Ừ. Ngủ được không? Cốc. Hả? Tối ngủ được không? Không. Ngủ á? Trời ơi, có khi đêm ngủ chứ không? Yeah. Nhớ đời xưa là sữa mẹ con ơi. Cũng thích ngồi cái kia đó. Dạ đó hả? Ngồi suy nghĩ. Ừ. Mình già quá mà không chết. Chết. Trời ơi, già. Con không khi nào con bỏ con lực, con bỏ con lực chứ con không khi nào con bỏ con nó thiệt cái đó, nó thiệt. Dạ. Yeah. Nuôi ẩm bồng ha, không khi nào con bỏ nó, mà có khi nó đi nó bỏ mình là cái 10 bữa nửa tháng. Dạ. Yeah. Gia đừng cái nó giỡn chữ thần. Dạ, yeah, đúng rồi. Rồi bởi vậy cho nó nuôi con biển hồ lại lan. Con nuôi mẹ 9 tháng đến ngày là cái đó. Yeah. Nhớ cho kỹ. Thằng này không nuôi, thằng kia con không nuôi. Yeah. Bỏ vào vô, dắt thế thì giả vậy đi. Yeah. Con lại mừng, trời ơi, con mình lại gần mình mừng chết. Yeah. Đừng có nói ra, đứa thương đứa ghét không có. Đứa nào cũng thương hết, nhưng mà đứa nào nó ăn nói không dạy được thì giận thôi chứ không có ghét. Yeah. Con nhớ, nhớ kỹ đi. Cục đứa con thì cũng vậy chứ không phải lứa. Giận mình cũng có đứa dạy đứa khác, dạy ra nó cũng không được. Chứ đừng nói bà ghét tôi, bà đau thương tôi, không đừng nói cái đó tội lỗi với cuộc đời. Chừng nào mình tự nhiên mình có thì mình nói được câu đó. Giàu giàu hay nghèo hay gì cái câu cảm ơn đừng có quên cha mẹ. Dạ. Yeah. Không có ai mà nói sanh con rồi không thương hết. Con nhớ cho kỹ ở trên đời có người nghệ nói nặng nói nhẹ con tội lỗi lắm á chứ không phải đâu. Dạ. Yeah. Mấy anh bị lối còn sống ở đây
Rồi tôi nói thiệt chứ, thứ tư nha, à, kia là một thứ tư. Ừ. Tôi gán treo tôi như bài luôn, để rét ông mới đối thôi, ông không đi được á. Yeah. Ông nằm giỏng còn cần, trời ơi, thấy ông tròn rồi xương cái gì ra không. Ừ. Ông nói nghe không có được đó con, ông mới đối á. Nói chuyện bị con ngừng làm nhưng hết thịt tết ra. Yeah. Ông nói khắp khắp. Ừ. Rồi ông nằm giỏng hả, đi ngay cái mắt mắt. Vô cái chuyện. Yeah. Ông cứ nói, thứ bảy ơi, thứ nhắc treo cho Nguyễn đi học, với đại học, thứ bảy. Thứ nhớ dùm câu đó cho tôi. Ừ. Nhắc treo cho Nguyễn đi học, cái đại học. Yeah. Đừng cho nó giúp, trời đất ơi. Tôi nhớ hoài câu đó, kêu mình vô mắt mắt luôn. Rồi ổng đau sao mà ổng nằm còn xương da không con? Yeah. Anh bảy á. Yeah. Trời ơi thấy từng tròn xương da không, nói chuyện không ra đó. Ừ. Chứ không phải giỡn đâu, nói chuyện không nổi đó. Còn chị Bi, chị Bi đúng hả, bà nói chuyện nha, bà đỡ lên đỡ xuống mấy chục lần chứ đừng nói một lần. Yeah. Mấy người họ đi ruộng mận hết trơn à. Yeah. Ở trong nhà nằm giỏng đã nằm giặt á, thèm miếng nước không có uống, thèm ăn chậu không có ăn, trời ơi đi ngang cái ghé, trời ơi bao mắt mắt vô, thêm chậu, ăn nước, rồi cổng ba xuống thư, rồi ba đi đái, làm bà phải đối đó nghe, trời đất ơi, đi mần thì chứ không ai ở, yeah. Dữ quá con, đồ nghiệp mấy đứa lắm, yeah. Ba phấn lắm mấy ngày nghe thấy ba ốm á, trời ơi kè ba, trời đất ơi để dai kè ba ba lên ghen đi, ra mình cứ là cái lá luôn, cái lá luôn đó. Ừ, cái thứ bảy ôi, thứ bảy chết rồi, thế làm sao? Thì giờ đứng đây ngay, cái cò bị ôm luôn ngang, anh cũng đứng giữa, anh giữa cái cổng này ra, đứng. Ừ. Trời đất ơi, tôi nghĩ bà ăn chầu. Ăn chầu đó. Ờ, bà phải đấu ăn chầu. Ừ. Bà xin nói thứ bảy ơi, thứ mười kêu, đem tôi miếng chầu. Ngồi ra giữa cho ngáo, à treo rồi đi, à quỷ đất đi, con trống cũng như bằng cánh, như bằng chân. Yeah. Trời ơi, thấy tội nghiệp đứt ruột coi chứ không ai được.